Xin kính chào quý các thầy cô. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng với quý thầy cô cái đáp án trắc nghiệm của module 2 môn hóa học trung học phổ thông. Ở đây thì chúng ta sẽ có những phần trắc nghiệm như sau. Phần 1 thì sau khi phần nội dung giới thiệu các phương pháp cũng như là kỹ thuật thì chúng ta sẽ có một cái bài tập trắc nghiệm, đây gồm 5 câu hỏi đúng sai. Đó, thì đây là đáp án của 5 câu hỏi. Câu 1 đáp án là sai này. Đó. Các thầy cô để ý cái câu hỏi nhé, cũng như là đáp án, vì tôi sợ là nó sẽ đảo câu hỏi cho nhau. Câu 1 này, chỉ nên sử dụng thí nghiệm theo hướng tích cực khi nhà trường đáp ứng về điều kiện cơ sở vật chất, thì là sai. Câu 2, kỹ thuật dạy học mảnh ghép kích thích sự tham gia tích cực của học sinh và nâng cao vai trò cá nhân trong quá trình hợp tác là đúng. Câu 3 là có thể xây dựng tình huống có vấn đề từ những hiện tượng ứng dụng thú vị của môn hóa học trong cuộc sống mà học sinh chưa đủ kiến thức để giải thích là đúng. Câu số 4, có thể áp dụng rộng rãi dạy học theo dự án ở hầu hết các chủ đề bài học trong môn hóa học là sai. Và câu số 5, có thể áp dụng rộng rãi dạy học dự án hầu hết các chủ đề bài học trong môn học đây là sai. Đó, và đáp án. Đấy là đáp án của 5 câu. Rồi, đây là cái bài trắc nghiệm đầu tiên. Chúng ta sang bài trắc nghiệm thứ hai. Là bài đánh giá và nội dung số 2 này. Được chưa? Đó. Đây, thì đáp án của cái bài này như sau. Câu 1 này, thông tin nào dưới đây thể hiện định hướng chung của việc sử dụng và ứng của việc lựa chọn và sử dụng phương pháp kỹ thuật dạy học trong chương trình giáo học phổ thông hóa học năm 2018. Đây là vận dụng các phương pháp dạy học một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với mục tiêu nội dung giáo dục, đối tượng và điều kiện cụ thể của học sinh. Câu 2, chúng ta chọn phương án đúng nhất. Đó là một trong những điều kiện cần lưu ý để vận dụng các phương pháp và kỹ thuật trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 môn hóa học phù hợp và hiệu quả. Ở đây là sử dụng phương pháp này, kỹ thuật dạy học có khả năng đáp ứng cao nhất mục tiêu và yêu cầu cần đạt của chủ đề được quy định. Câu 3, chọn phương án đúng nhất. Mục tiêu quan trọng của việc sử dụng phương pháp và kỹ thuật dạy học trong chương trình môn hóa học 2018 là gì? Thì đây là đáp án cuối cùng, nhằm góp phần hình thành và phát triển năng lực phẩm chất chung, năng lực đặc thù của học sinh. Câu số 4, chúng ta cũng chọn phương án đúng nhất này. Căn cứ nào sau đây quan trọng nhất để lựa chọn phương pháp kỹ thuật đáp ứng mục tiêu dạy học phát triển phẩm chất năng lực học sinh trong môn hóa học? Thì chúng ta chọn phương án C, đó là yêu cầu cần đạt và nội dung cụ thể ở các lớp theo trong chương trình môn hóa học. Câu số 5, chúng ta cũng chọn phương án đúng nhất. Để phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, từ đó phát triển các phẩm chất và năng lực của học sinh, giáo viên cần tổ chức hoạt động học như thế nào, thì là tăng cường tổ chức hoạt động cho học sinh tham gia. Câu số 6, trong quá trình tổ chức dạy học có sử dụng thí nghiệm trong môn hóa học, giáo viên cần lưu ý điều gì? Thì chúng ta nhớ là cần lưu ý về an toàn thí nghiệm và khi tổ chức dạy học có sử dụng thí nghiệm. Câu số 7, nhận định nào sau đây không chính xác khi nói về tình huống có vấn đề trong dạy học giải quyết vấn đề? Thì chúng ta đều có thể khéo léo xây dựng tình huống vấn đề ở hầu hết các nội dung của môn hóa học. Đây chúng ta không thể xây dựng ở hầu hết các nội dung được, mà chỉ là một số nội dung thôi. Câu số 8, trong một hoạt động để tìm hiểu về ứng dụng Anken, giáo viên yêu cầu chia lớp thành các nhóm từ 5 đến 6 học sinh. Giáo viên yêu cầu học sinh đọc tài liệu và dựa trên hiểu biết của cá nhân liệt kê các ứng dụng của Anken ghi trên giấy ghi chú, sau đó học sinh thảo luận trong nhóm và thống nhất kết quả thảo luận vào bảng nhóm, kết quả thống nhất được chia sẻ trước lớp. Thì giáo viên đã cải tiến kỹ thuật dạy học nào trong hoạt động trên? Thì đây sẽ là kỹ thuật khăn trải bàn. Câu số 9. Câu số 9 là chúng ta sẽ nối những cái câu án bên trái bên phải sao cho đúng. Thì đây chúng ta có dạy học nêu về giải quyết vấn đề này. Thì chúng ta có từ khóa là quá trình nhận biết vấn đề, đề xuất những phương án và thực hiện kế hoạch để giải quyết vấn đề. Đó. Còn dạy học theo dự án thì chúng ta có một chuỗi hoạt động học, hoặc học sinh hoàn thành nhiệm vụ
học tập phức hợp có kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, đấy là dự án. Còn dạy học theo khám phá thì là qua quá trình nghiên cứu hoặc thí nghiệm, chúng ta chú ý những keyword. Câu số 10, ở đây là chúng ta cũng nối sao cho những kỹ thuật dạy học với cái mô tả nó chính xác. Thì với sơ đồ tư duy là kích thích sự sáng tạo, tăng tính hiệu quả tư duy. Đấy. Với KVKL thì chúng ta là học sinh phát triển năng lực tự chủ và tự học thông qua việc nhận định, đánh giá những mục tiêu, những hiểu biết của mình xuyên suốt quá trình học. Về mảnh ghép thì đây là kích thích sự tham gia tích cực của học sinh, nâng cao vai trò cá nhân trong hợp tác. Và thứ tư là khăn trải bàn là thúc đẩy sự tham gia tích cực, tăng cường tính độc lập, trách nhiệm của học sinh trong quá trình học tập theo nhóm. Đây là 10 câu hỏi ở cái đánh giá nội dung thứ hai. Thầy cô để ý cái thứ tự câu hỏi cũng như là đáp án sao cho nó chính xác. Chúng ta sang cái phần câu hỏi trắc nghiệm thứ ba. Đây là đánh giá nội dung 3. Đó thì thầy câu trả đúng như sau. Ở đây chúng ta có 10 câu hỏi này. Câu 1 này, chọn phương án nào? Chọn phương án dãy các từ phù hợp điền vào chỗ trống. Là chúng ta chiến lược kế hoạch dạy học thì sẽ tổng quát, được chưa? Đấy, giáo dục một cách hiệu quả dựa trên sự đánh giá về bối cảnh và ba là giai đoạn định hướng thực hiện với sự chủ động năng lực của giáo viên. Câu số 2 là chọn đáp án đúng nhất. Thì ở đây chúng ta có 3 đáp án đúng nhất là 1. Để lựa chọn và triển khai chiến lược dạy học giáo dục phù hợp, giáo viên cần căn cứ trên các cơ sở chủ yếu nào sau đây. Thì chúng ta cũng là quan điểm xây dựng chương trình này, 2 đặc điểm của phương pháp kỹ thuật này, 3 là bối cảnh dạy học, bối cảnh giáo dục này, yếu tố tác động đến hoạt động dạy giáo dục. Câu số 3, chọn phương án đúng nhất. Ở đây là phương án nào dưới đây thể hiện ý nghĩa đặc biệt của việc xây dựng chiến lược dạy học giáo dục của người giáo viên khi triển khai chương trình giáo học giáo dục trung học phổ thông 2018. Thì chúng ta mình nhớ là để tạo cơ hội tốt nhất cho tập thể học sinh, nhóm học sinh, từng học sinh hình thành phát triển phẩm chất năng lực, chủ yếu năng lực cốt lõi. Câu số 4, trong một trong những tiêu điểm cần quan tâm đến kế hoạch tổng quát được thực thi nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục, thì chúng ta chọn phương án đúng nhất nhé, một phương án thôi. Là mức độ phù hợp của việc lựa chọn và sử dụng phương pháp kỹ thuật phù hợp. Câu số 5, chúng ta cũng chọn một phương án đúng nhất. Phương án nào sau đây là khởi đầu quan trọng nhất của việc xây dựng và lựa chọn chiến lược dạy học? Thì chúng ta phải đánh giá bối cảnh giáo dục. Số 6, chúng ta sắp xếp theo thứ tự đúng. Đây, chúng ta có 4 cái thứ tự. Đó, và chúng ta sẽ sắp xếp theo thứ tự cái là đúng trên đầu tiên. Thì đầu tiên chúng ta thứ tự là xác định mục tiêu dạy học chủ đề. Cái thứ hai, chúng ta lựa chọn xây dựng nội dung dạy học chủ đề. Thứ ba, chúng ta lựa chọn phương pháp kỹ thuật phương tiện dạy học chủ đề. Và thứ tư, chúng ta mới thiết kế hoạt động dạy học chủ đề. Đấy là câu số 6. Câu số 7, chúng ta chọn phương án đúng nhất. Để chọn phương pháp kỹ thuật dạy học phát triển phẩm chất năng lực học sinh trong môn hóa học trung học phổ thông cần căn cứ chính nào, thì chúng ta căn cứ vào mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông bao gồm chương trình tổng thể và chương trình môn học. Câu số 8, chọn đáp án đúng nhất ở đây. Trong chủ đề tốc độ phản ứng ở lớp 10 có yêu cầu bạn đạt vận dụng được kiến thức tốc độ phản ứng hóa học vào việc giải thích một số vấn đề trong cuộc sống và sản xuất. Phương pháp dạy học nào sau đây có ưu thế đáp ứng được yêu cầu bạn đạt này, thì chúng ta sẽ chọn là dạy học nêu và dạy học giải quyết vấn đề. Câu số 9, để khai thác hiệu quả kiến thức học sinh đã có về tốc độ phản ứng trong môn khoa học tự nhiên cấp trung học cơ sở và khảo sát nhu cầu tìm hiểu của học sinh khi tổ chức dạy học về chủ đề tốc độ phản ứng ở lớp 10 trong môn học, giáo viên có thể sử dụng kỹ thuật nào sau đây, thì chúng ta sử dụng kỹ thuật là KVKL. Và cuối cùng là câu số 10, trong chủ đề Anken ở lớp 11 có yêu cầu cần đạt trình bày được một trong các nguyên nhân gây ô nhiễm không khí là do các chất khí thải của các phương tiện giao thông, hiểu và thực hiện được một số biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường do các phương tiện giao thông gây ra.
phương pháp dạy học nào sau đây có ưu thế để đáp ứng yêu cầu cần đạt này, thì đây là dạy học theo dự án. Vậy là tôi đã chia sẻ cùng với quý thầy cô các đáp án trắc nghiệm của cái module 2 gồm 3 phần. Còn những cái câu tự luận hay là những cái bài giảng thì tôi sẽ update ở bên dưới video này, và thầy cô có thể tải về và tham khảo. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các thầy cô ở trong các buổi chia sẻ lần sau.